Xin chào các bác nhé, em lên sóng phục vụ các bác một cái chiếc đồng hồ Nhật trang trí hình trẻ em rất là đẹp này. Con này máy móc của nó vẫn zin, chạy cực êm ạ. Ban đêm là các bác không nghe thấy tiếng tiếng loạch quạch đâu, nó chạy rất là êm nhá. Đường kính vào khoảng 25 phân. Đấy. 25 27 phân gì đó. Đấy. Chạy cực êm, siêu chính xác luôn. Có mấy cái hình thù các cái con vật này. Đằng sau nó có cái khu vực loa đài này, em cái này thì không biết nó có chạy hay không các bác nhá. Chỉ bán máy đồng hồ đấy thôi, đồng hồ bình thường thôi. Đấy. Giá bán 300 nhé, bác nào lấy thì các bác liên hệ hàng đồng hồ chạy cực êm luôn. Trang trí lắp cho phòng trẻ con rất là đẹp. Đấy. Giá 300 nhé các bác nhé, chưa phí vận chuyển. Chào các bác.